Xin chào mọi người, ngày mới tốt lành. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến mọi người về một cái trận rất bí ẩn mà tôi khám phá ra được trong trò chơi quá nổi tiếng từ xưa giờ của hãng Irem năm 1991. Mọi người thường gọi là Vua Búa phần 1, tên gốc tiếng Nhật là Daikuno Gensan. Thì bí ẩn tôi xin chia sẻ hôm nay là chỉnh tàng hình bất khả chiến bại. Để chỉnh được thì mình sẽ cần phải có hai tay cầm 1-2 và sẽ chỉnh trong cái lúc mà mình vừa nhảy lên thì mình sẽ nhấn start để pau game lại, có nghĩa là tạm dừng trò chơi lại, và lúc đó mình sẽ chỉnh, mình sẽ giữ nguyên hai nút lên A của tay cầm 2 rồi sau đó xuống B của tay cầm 1, thì sau đó tự nó sẽ không có tạm dừng trò chơi nữa và HP của mình sẽ đầy lại ba cục và trở nên tàng hình bất khả chiến bại, cho nó quýnh thoải mái không ăn thua, tạm gọi dễ hiểu là bất tử đó. Thì bây giờ tôi sẽ chỉnh vào trò chơi. Tôi sẽ cho mất đi còn 1 HP. Rồi thì bây giờ tôi bắt đầu nhảy lên. Vừa nhảy lên là tôi sẽ bao lại nhé. Đấy. Thì lúc này mình sẽ sử dụng hai tay cầm. Tay cầm 2 thì mình nhấn lên A sẵn. Đấy. Rồi, tay cầm 1 thì mình sẽ nhấn xuống B. Đấy. Xuống B thì nó lập tức nó ra luôn, nó đầy HP lại là 3 cục. Đấy. À, bây giờ mình cứ đi cho nó dập thoải mái. Đấy. Không có mất HP. Đi vô tư. Cái này cũng không có gọi là tàng hình bất khả chiến bại được mà gọi là bất tử thôi. Đấy, cho nó dễ hiểu hơn. Nếu mà tàng hình thì là phải đi xuyên hết, không có cái gì quấn trúng được. Đó. Cho nó dập mình tha hồ. Không ai thua gì. Hả? Giờ đến lượt mình. Thì đó là bí ẩn rất là đặc biệt mà tôi đã khám phá ra được trong trò chơi này. Hả? Rồi, chỉ đi cái phần bonus dạo chơi chút vậy thôi. Chứ nếu mà luyện thường xuyên á, thì cái kỷ lục của phần bonus của tôi là 43, đánh được 43. Có lúc hơn thì được 45. Đấy, thì lúc đó mình sẽ được bình máu dự trữ, bình HP đầy, rất là ngon. Thì bí ẩn tôi chia sẻ hôm nay đến đây kết thúc. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong lần tới. Xin chào.